Thầy Dũng có cảm giác ra sao khi thầy mà khi mà ta đi không thể theo đuổi sự nghiệp đó là bóng của gia đình đúng không? Thực sự nó rất là tiếc cho cái sự nghiệp của Tabi, là cũng rất là ham mê về bóng đá, rồi theo chuyên nghiệp rất rất là không thành công trong cái lĩnh vực bóng đá chuyên nghiệp. Cuối cùng mình thành công ở lĩnh vực bóng đá điện tử. Chân bóng đá sang đá tay Lỡ chấn thương đúng không? Lỡ chấn an thương đúng toàn. không? An toàn luôn. Huỳnh Đức rồi đây. Mà Huỳnh Đức mà áo bát xa luôn. Chả giống gì. Đúng rồi, chắc là ủa, đấy. Huỳnh Đức cũng cộng 10. Đấy, đấy, hôm nay bố tôi bảo đấy, nhìn thấy chú Đức không giống thế nào cả. Một người mà gặp chú Đức cũng rất là nhiều rồi. Gặp từ trẻ cho đến đến già rồi mà nhìn mà không nhận ra Huỳnh Đức. Trong đây để hình làm trong đây làm game mà Hồng Sơn nó to hơn cả Ba Lách. Thể hình Hồng Sơn to hơn cả Ba Lách. Ảo thật đấy. Chậm mất rồi. Nha. Xong rồi đấy. Đánh cầu hót. Đánh cầu hót chất thơ đấy. Chưa ai chưa ai thầy chạy chỗ đánh cầu hót không nhìn đâu. Nhìn bên đánh cầu hót sang bên. Con chưa xem Hồng Sơn đá bây giờ nhá. Chưa được xem Huỳnh Đức nhìn rồi. Chưa xem Hồng Sơn đá bao giờ. Ủa chết rồi. Xua đét này. Mấy anh em hỏi, mấy anh cu hỏi là Hồng Sơn Huỳnh Đức ngày xưa đá kinh khủng không thầy. Huỳnh Đức thì là chỉ còn ghi bàn với Sơn. Sơn là chú là tiền vệ công của mình. Đá tiền vệ công là một cậu bác sĩ với đá được to. Xong đấy. Đơn giản. Để thầy đánh giá lối chơi của Tabi cái nhỉ. Đấy là đánh giá lối chơi của đấy là đánh giá lối chơi của con như này. Rất là đơn giản. Không đơn giản không. Chỉ là một trận ở đường truyền. Phải có con người bằng không. Bằng không. Cũng còn mình truyền cái bóng như này thì cần gì phải con người. Mày gì? Lốp. Đáng nhất con này phải lốp lên đấy chứ nhỉ. Khi nào thầy có trong game mua thầy không được. Vào game nó phải như này cái gì không? À người ta cứ liên hệ đâu mình thôi, người ta cứ gửi lời mời là bây giờ người ta chắc là con nghĩ đơn giản sẽ là bỏ một cái số tiền thôi, ký hợp đồng theo năm, nghĩa là người ta sẽ sử dụng hình ảnh của mình ở trong trò chơi này và mình cũng chỉ quảng cáo người ta thôi, độc kiểu độc quyền. Độc quyền thì nó đang ngắn quá, thời gian thời kỳ đỉnh cao nó không được mấy năm hai năm bắt đầu học thì kế nó quyến một con cầu thủ thần đồng người ta so sánh là Quang Hải thứ là không hiểu bằng Văn Quyến đúng không? Quang Hải có Hải nó có vẻ là vị trí của Quyến là nó đá kiểu Quang Hải có vẻ là chung không cắm luôn chỉ biết chạy cả sân chỗ nào cũng có bắn. Ngày xưa là có vẻ là do mới đá tiền trung phong này xong xuống tiền vệ xong xuống trung vệ là do cái lối đá của Hà Lan nó chạy long qua long quăng ấy. Không. Đá vị trí thời điểm đá cắm rồi thời điểm. Là ngày xưa tôi xem lại clip mà thấy mấy ông Hà Lan cũng đá đấy. Cả đội cứ chạy lên cả đội chạy về đấy. Mình xem cái thời điểm đá tổng lực ấy. Tổng lực bóng đá Hà Lan đó. Tất cả những phòng ngự, tất cả những tấn công. Tôi tưởng là như vậy là tưởng nó vẫn phải có cái hình như cái này như khi nó mất bóng rồi nó về hết đi được bóng là tất cả nó ào lên thủ thủ đức chậm này nó không phải là ông tiền đạo chạy tiếp vậy vậy ông chạy đường vậy chạy lên ba đường thì lối kiểu vậy nó tốn lực thể lực không có có làm gì đâu lăn đùng với đùa có chồng chứ làm gì đùa xua đét này đứng sút trái làm cái gì ốc xong rồi nó là hay luôn quý ấy à thôi chết rồi xua đét nó cứ cứa là thua anh Lê Huỳnh Đức bắt đường dưới rồi. Ôi dồi. Chịu rồi.
sợ mọi người, cứ sợ mọi người là Ben. Đổ xua đét à? Nope. Sự cố thì bạn sao được? Chết rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Cố lên nào. Cú lít. Cú lít là vị thần ở trong đây. Có thể chơi tất cả mọi đường. Thể lực vô tận. Chạy đâu được. Chạy đâu được. Ông tổ của Kante. Cố nội của Kante luôn. Thầy Dũng giờ chắc là đá kiểu target man chứ làm sao mà đá nữa để mục tiêu. Thầy Dũng bây giờ chỉ cần đứng ở vòng cấm thôi là có đợi chuyền đến là có bàn thôi. Bây giờ bắt Thầy Dũng pressing khó. Pressing trên bàn nhậu luôn. Pressing 60 cũng pressing tốt. Phải mấy ông. Mấy ông bụng to. 60 tuổi. Thầy Dũng bây giờ thì chắc chỉ đá kiểu Ronaldo thôi, cho đứng ở vòng cấm thôi. Trong vòng cấm đứng gọi là cắm mắc màn trong đây thôi. Để Thomas với Rô béo đổi lên tét tài, Rô béo còn gì nữa, Thomas làm sao bằng Rô béo được. Rô béo là hay nhất rồi. Này hú lịn. Mấy ngày nữa kiểu mỗi người nó thích một kiểu. Đấy, nó cứ Ben suốt thì bực mình thật ý. Đấy. Không, Michel Platini. Michel Platini, cứu cửa ai. Không trung mâm. Chúng ta chắc. Chắc là nó chưa chạy trượt. Chỉ muốn khó chắc. Đẩy trách nhiệm cho đội. Đây là ai nhỉ? Nope. Thế nó đứng thằng hôn ra kia, nó bắt cái góc xa nó phân vân đấy. Đứng thằng hôn ra cái góc xa này thôi, không dám cứa vào đấy. Hay gì ngày xưa mà cái kiểu là đá bóng cái kiểu là kiểu ai biết nhau, không có mạng não như bây giờ. Kiểu ai biết nhau, tưởng hết rồi. Thì ngày xưa nó là đội nào nó ra đội đấy. Không tung. Nam Định, chỉ có Nam Định thôi. À nó không Nghệ không An, chỉ mua người Nghệ An thôi, chứ không có nhặt đi trong một tỉnh khác. À nào. bây giờ thì nó mua thứ nhiều, mua bán lung tung rồi, nó chả biết thằng nào ở đâu rồi. Thế ngày xưa là ví dụ công an nội ta đặt cái tên nha, thì cũng biết thủ công đọc cho ai là biết. À và sao nó rõ không? Những ai là danh thủ thì những danh thủ thì lại càng ví dụ mỗi đội ít nhất phải có 2-3 danh thủ. Danh thủ là người đã hay không? Nổi tiếng. Người nổi tiếng là như tiểu quốc gia đấy. Gọi là danh thủ. Danh thủ của tiểu quốc gia đấy. Sự oai nhỉ, ngày xưa đi tiểu quốc gia về trong cả phố đón, xong đi tiểu quốc gia về đi có cái đi ô tô chở cầu thủ quốc gia về thì phố được dân người ta ra đón thì oai vãi. Mình đánh nghĩa tử nhưng bao giờ dân người ta mới đón. Ôi giời ơi. Không có đâu. Thế này có sao chơi game mà nó cũng tính là huy chương vàng mà. Bắt đầu nó tính từ năm nay rồi. Con mà vô địch SEA Games nó hơn thầy, thầy có huy chương bạc. Thầy có huy chương bạc không? Huy chương bạc có huy chương đồng không? Cái bạc này con bây giờ con có cái vàng này là hơn rồi đấy. Mày cầm mồm đi. Thôi chết tôi rồi. Cắt bóng một sai rồi. Nope. Bắt được. Bắt được rồi. Nope. Cantona. Cantona. Cantona, cũng phải có tí Cantona người thì mới ăn thua được. A few minutes later. Nhìn bôi bác. Cái anh mình cứ phải đánh ngang đấy nhất là thằng bây giờ nó còn tiền đạo vào nó che rồi đó mà che ra rồi lao vào. Bây giờ nó dâng đến bệnh vị này. Đây này. Đấy. Nope. Mắt bình thường. Những ngày xưa chúng ta gọi chim chiều về tổ. Nope. Cantona kìa. Mình sai nhỉ? Vâng, mình ra trước. Phải bắt hộ này đấy. Bắt hộ. Bắt hộ này. Sao truyền thôi mà, có lấy truyền thôi mà, nó hết lực ấy.
giật 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 tưởng đá lại bên này. Nó đen không thua, nhắm mắt biết này là bên trắng. Nope. Chết tôi rồi, nhẹ quá. Đừng lừa. Đấy, phải cho nó vào hai cái nóc rồi nó biết. Cứ phải cho vào hai cái nóc tí thôi. Bây giờ mắt vào có quyết định rồi. Mày quá, tưởng nó bắt, nó đang đứng giữa. Mày lừa tao, không qua, lừa tao. Ôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu đã thích video thì đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.